Thủ thuật sau đây chúng ta sẽ xem qua cái chuyển động mở hộp và chuyển động của camera chạy trên đường dẫn. Tôi mở Blender lên. Như vậy thì ở một cái trạng thái mặc định thì chúng ta có một cái hộp như thế này. Bây giờ tôi sẽ cho nó nhỏ lại. Đây chúng ta ví dụ ở đây chúng ta sẽ cho nó là cái hộp là 0.3 đi. 0.3 ba cái ha. Như vậy thì để cho nó nằm trên cái mặt phía trên thì chúng ta sẽ có 0.2 0.15 ha. Tôi cho 0.16 tôi cho nó nằm lên trên một chút và để chúng ta có một cái tấm nằm phía dưới. Ở đây mình sẽ có một cái tấm nằm phía dưới, tấm plan nằm phía dưới. Rồi ok. Rồi. Như vậy thì mình sẽ cho nó mở ở cái vùng front. Tôi bấm vào đây chúng ta chọn front. À, như vậy thì đây chúng ta sẽ có cái theo trục y này ha. Chúng ta sẽ cho một cái động tác mở hộp này. Rồi, đầu tiên tôi sẽ cho động tác mở hộp, sau đó tôi sẽ cho cái động tác của cái camera nó di chuyển trên đường path. Nó di chuyển trên cái đường mà nó xoay qua bên đây ha. Rồi. Đầu tiên tôi sẽ mở những cái nắp rồi những cái tường ra. Như vậy chúng ta vào cái chế độ Edit Mode của cái hộp này. Chúng ta chọn cái nắp. Rồi tôi sẽ tách cái này thành cái nắp ha. Sau đó mình mở cái nắp ra. Như vậy thì ở đây mình sẽ vào Mesh, chúng ta chọn cái Separate. Chúng ta chọn Selection. Như vậy từ giờ trở đi chúng ta sẽ chọn các phím B. Đó là chúng ta sẽ là Separate cái Selection này. Rồi khi Separate cái Selection thì chúng ta sẽ có xuất hiện một cái Q001. Cái Q001 đó là cái nắp đó. Rồi chúng ta tắt mở chúng ta thấy nè. Rồi như vậy thì ở đây tôi sẽ cho nó có cái tên là Cover. Cover là cái nắp. Rồi như vậy thì khi mà cái nắp này nó mở lên thì trong quá trình nó đang mở ra đó thì những cái tường hai cái bên này cũng sẽ mở ra luôn. Như vậy thì cái tường ngay bên dưới của cái nắp á mình sẽ đặt tên đó là cái Wallback. Ở đây mình cũng sẽ tách ra luôn, bấm chữ P. Tôi đang ở chế độ Edit Mode nè, bấm chữ P chúng ta tách ra Selection. Như vậy cái này mình sẽ là cái tường, chúng ta cho nó là cái Wallback ha, chữ P. Rồi, tương tự ở đây chúng ta sẽ có cái word from. Chúng ta nhấn chữ P, B phở ha. Bấm selection, ở đây chúng ta sẽ có cái word from. F. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ có cái word left. Bấm chữ P. Word left. Bên đây chúng ta sẽ có cái word right. Bấm chữ P. Đây chúng ta sẽ có cái word right. Đây, đó là những cái tường. Những cái tường này sẽ mở ra và trong này sẽ có mình đặt một cái ấm trà vô ha. Ở đây chúng ta ra ngoài Edit Mode. Chúng ta đặt cái ấm trà vào đây. Các bạn có thể không có cái ấm trà này đâu. Tại vì nếu muốn có cắm trà này thì chúng ta phải cài đặt cái plugin extra. Chúng ta vào cái reference nè. Chúng ta vào cái add-on. Chúng ta cài đặt cái extra ha, mà chúng ta đặt cái extra mesh nè. Extra mesh. Rồi, mình cài đặt cái này, mình tích vào đây. Mình chỉ cần gõ thôi. Cài đặt là mình chỉ cần gõ ở đây thôi. Chứ không phải cài đặt bên ngoài vào. Cái này là một plugin có sẵn ha. Chúng ta có chữ extra và chúng ta tích vào đây thì nó sẽ tự động cài đặt, không có làm gì nữa hết. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ có cái sau khi chúng ta cài đặt, chúng ta sẽ có một số thêm một số những cái đối tượng này, có đá có gì này ha. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái teapot là cái ấm trà vào. À, cái ấm trà nó rất là lớn, thành ra chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại.
tôi sẽ cho nó nhỏ lại, bấm vào đây chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại, nhỏ đều lại ha. Rồi ví dụ như vậy, rồi cho nó nhỏ lại và cho nó nằm bên trong. Ấm trà mà để nằm được bên trong này nè thì chúng ta xoay cho nó cái quai với lại cái mũi á, nó nằm ngay cái cạnh đường chéo này thì sẽ nằm bên trong. Rồi ví dụ đây, xoay cho nó chìm vào. Rồi ok, cánh trà nó đi vào đây, tôi cho vô vùng nhìn top để tôi nhìn ra đây. Nó hơi bị lớn quá, mình cho nhỏ thêm nữa. Rồi, như vậy thì khi mà cái hộp mở ra chúng ta sẽ thấy cám trà trong bên trong. Rồi bắt đầu mình làm cái chuyển động. Như vậy thì ở đây mình sẽ thấy được rằng là cái nắp nó sẽ mở ra trước, rồi sau đó cái tường sẽ mở ra. Như vậy khi cái tường mở ra, cái tường phía sau này nè, nó dính với cái nắp nó mở ra ha, thì chúng ta sẽ có cái nắp vẫn đang mở và cái tường vẫn đang mở. Như vậy thì cái nắp này sẽ là con của cái tường, cái nắp là con của cái tường. Rồi đây tôi chọn cái cover đây, chọn cover. Như vậy thì chúng ta muốn mở nắp á, là chúng ta phải có cái tâm xoay nó nằm ở ngay cái bản lề này, ngay chỗ này nè. Rồi trong khi đó cái điểm mà origin của cái nắp nó lại nằm ở đây. Rồi đây, chúng ta thấy cái tâm xoay nó nằm ở đây. Như vậy chúng ta sẽ di chuyển cái điểm này lên trên cái bản lề để chúng ta có thể xoay nó giống như cái kiểu mà nó mở nắp ha. Như vậy chúng ta di chuyển nó bằng cách là chúng ta vào cái edit mode của nắp. Chúng ta sử dụng cái con trỏ 3D để chúng ta di chuyển. Ở đây nè, tôi vào cái edit mode, tôi chọn cái cạnh này. Ở đây chúng ta chọn cái cạnh này. Đó, cái cạnh này là bản lề nè. Rồi, như vậy thì mình sẽ di chuyển con trỏ 3D lên đây. Sau đó mình sẽ di chuyển cái điểm này lên con trỏ 3D. Rồi, ở đây chúng ta bấm vào mesh, chúng ta bấm snap và chúng ta cho cái cursor to selected. Đây, như vậy con trỏ 3D nó bắt vào đây. Con trỏ 3D chỉ có một thôi ha. Thành ra khi nó nằm ở đó thì nó sẽ nằm ở đó, không có một con trỏ nào khác hết. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái điểm này vào đây. Chúng ta chọn cái nắp. Chúng ta vào cái object, chúng ta set origin. Tôi cho cái origin to 3D cursor. Như vậy thì cái điểm nó nằm ở đây. Lúc bây giờ cái điểm nằm ở đây thì lúc này thì chúng ta mới có cái trục xoay đó, ngay chỗ này ha. Rồi như vậy thì cái cover này nó sẽ mở lên và cái wallpaper này nó cũng mở luôn. Như vậy thì cái trong cái quá trình mà cái nắp nó mở ra, cái tường nó mở ra thì cái nắp nó luôn luôn dính với cái tường. Như vậy thì cái tường nó là cha của cái nắp ha. Như vậy chúng ta sẽ chọn cái nắp, xong xuôi chúng ta chọn cái tường. Như vậy là cái tường nó màu sáng, nó màu vàng, gọi là màu vàng đi, màu vàng, còn cái nắp nó là màu cam ha. Như vậy thì đây là cha này. Mình vào rồi cái object, mình chọn cái parent. Đây chúng ta parent object. Rồi như vậy thì cái tường này là cha, cái này là con. Chúng ta di chuyển nè, di chuyển con thì cha không di chuyển, mà di chuyển cha thì con di chuyển theo ha. Rồi ok, như vậy là đúng rồi đó. Rồi như vậy thì cái quá trình là đầu tiên cái nắp sẽ mở ra, cái nắp mở ra đó. Rồi ok, như vậy thì mình sẽ cho cái nắp mở ra từ cái keyframe 1 cho tới cái keyframe 150. Như vậy đặt ở một cái keyframe 1 thì chúng ta bấm cái chữ Y, chúng ta cho nó một cái keyframe rotation. Rồi sau đó mình tới cái 150 ha, bấm tay 150 cũng được. Chúng ta sẽ xoay nó trước khi chúng ta bấm chữ, bấm add keyframe ha. Bấm vào đây, chúng ta xoay nó trước. À, như vậy cái nắp xoay trước, cho nó là 110, trừ 110. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ add ở đây một cái keyframe rotation, bấm chữ Y. Rồi, cái nắp nó sẽ mở ra từ cái keyframe 1 cho tới cái keyframe 150. Rồi trong quá trình nó mở ra đó
thì cái tường cũng mở ra luôn, bốn cái tường này cũng mở ra luôn. Tôi làm trước cái tường sau lưng của nó, tường cha của nó. Như vậy thì ngay chỗ 100 này, gõ đen 100 cũng được. Chúng ta sẽ chọn cái tường ha. Như vậy cái tường sẽ mở ra. Cái tường mở ra thì cái bản lề của cái tường nó sẽ nằm dưới này, chứ không phải nằm ở đây. Như vậy mình di chuyển cái bản lề qua đây. Muốn vậy thì mình sẽ vô cái chế độ mà Edit Mode nè ha. Sau đó cái mình mới, mình đang chọn cái tường không đúng không, mấy cái kia nó che. Tôi bấm cái dấu xuyệt nè, để tôi lấy cái tường thôi. Rồi như vậy tôi chọn cái tường, tôi chọn cái đường này, ngay cái bản lề nè. Tôi bấm vào Mesh, tôi Snap to Cursor, tôi Selected ha. Bây giờ nó bắt vô ngay chính giữa của cái đường này. Rồi mình ra cái Object Mode. Rồi mình cho nó là Set Origin to 3D Cursor. Rồi như vậy nó đã có vô đây rồi. Tôi bấm cái dấu xuyệt để tôi mở lên lại bình thường. Như vậy trong quá trình này, ngay chỗ 100 đây nè, thì chúng ta sẽ bắt đầu của cái chuyện mà nó mở của cái tường ra. Như vậy lúc bây giờ mình sẽ cho nó một cái keyframe, bấm cái chữ Y. Chúng ta cho nó một cái rotation. Rồi, như vậy thì cho tới 200. Tới 200, gõ đây 200 cũng được. Cho tới 200. Đó, ha. Rồi, như vậy thì lúc bây giờ cái này sẽ mở ra luôn. Mở ra luôn, đó, ví dụ như vậy. Rồi, mở ra bao nhiêu thì mình sẽ tính ở đây. Tôi lấy ví dụ cho nó mở để cho nó vừa chạm xuống cái này, thì chúng ta sẽ cho cái này nó đâu đó ha, cái này. Như vậy là 80 110 80. Đây 80. Rồi, sau khi mình cho nó thay đổi trạng thái rồi thì mình mới add keyframe. Bấm vô chữ Y, chúng ta add keyframe rotation. Rồi như vậy thì hai cái động tác nó sẽ là một lượt ha. Động tác mà mở nắp và động tác mở cái tường nó thay đổi một lượt. Tôi lấy ví dụ tôi không chọn gì hết, tôi nhấn spacebar để tôi chạy thử nè. Nắp mở ra trước nè, sau đó cái tường nó mở ra luôn nè. Đó, mới lòi ra cái ấm trà. Rồi ok, như vậy thì cho tới cái lúc này thì chúng ta sẽ mở lần lượt những cái bốn cái này ra một lượt luôn, cùng một lúc với lại cái world back luôn. Đó, mình kéo xuống cái chỗ 100 này. Rồi mình chọn cái nào cũng được, cái tường led ha. Rồi tương tự như vậy tôi cũng di chuyển cái này vô đây. Vậy ở đây mình bấm vô trong cái edit mode đó, mình chọn chế độ cảnh. Rồi mình chọn cái cảnh này. Rồi mình di chuyển nó vào snap to selected ha. Sau đó mình ra ngoài cái object, mình mới di chuyển nó vô. Đây mình cho nó là Set Origin to 3D Cursor. Như vậy thì cái tâm xoay nó nằm ngay chỗ này. Thì lúc bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta mới cho nó một cái keyframe rotation. Rồi chúng ta kéo nó lên tới 200, tôi lấy ví dụ ha. Rồi lúc bây giờ chúng ta sẽ xoay nó trước, xoay trước rồi add keyframe sau. Vậy cho nó là một 90 độ đi. Cái này nó không bị cái nắp, thành ra chúng ta cho nó 90 độ. Rồi nằm ngang luôn á. Rồi ở đây mình sẽ add một cái keyframe rotation. Rồi như vậy thì đây cái nắp này nó sẽ mở ra. Đó. Cái tường này sẽ mở ra. Tương tự chúng ta cũng thể làm những cái tường này. Ví dụ mình sẽ chọn ở đây. Việc đầu tiên là chúng ta phải di chuyển cái tâm xoay của nó cho nó đúng cái bản lề. Dạ, như vậy chúng ta chọn đây và chúng ta bấm cái dấu xuyệt để chúng ta cô lập mình nó thôi. Rồi tôi chọn cái vô chế độ Edit Mode, chúng ta chọn cái cảnh. Tôi đang ở chế độ chọn cảnh nè. Rồi bây giờ chúng ta chọn Mesh và chúng ta chọn Snap và chúng ta cho nó bắt vô cái Cursor to Selected. Rồi như vậy thì nó bám dính ở đây. Chúng ta ra ngoài cái chế độ Object Mode, chúng ta chuyển cái Set Origin to 3D Cursor. Đó, như vậy thì cái tâm xoay nằm đây. Tôi bấm dấu xuyệt của tôi trả về. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đưa nó về cái keyframe 100 giống như những cái khác này. Chúng ta sẽ add một cái keyframe rotation vô ngay chỗ đó. À, rotation ngay chỗ này. Rồi chúng ta qua cái keyframe 200, tôi gõ đây 200. Rồi lúc bây giờ chúng ta sẽ cho nó thay đổi trạng thái, bật nó ra. Cho nó 90.
ha. Rồi như vậy thì chúng ta mới add keyframe, bấm cái chữ Y, chúng ta cho nó keyframe rotation. Tương tự với cái mặt trước này cũng vậy luôn. Mặt trước này chúng ta cũng vào cái chế độ Edit Mode, chúng ta chọn cái cạnh. Rồi chúng ta sẽ cho cái Snap to, cái cursor to Selected. Rồi chúng ta ra cái Object, chúng ta cho cái Origin này nó Snap to 3D Cursor. Rồi như vậy thì ở đây mình sẽ trở về cái 100 cho nó bắt đầu cái quá trình nó mở ra. Như vậy thì chưa đụng gì hết, chúng ta cho nó một cái keyframe rotation. Rồi chúng ta di chuyển tới 200. Rồi lúc bây giờ chúng ta mới mở ra, nhỡ theo trục X nè. Chúng ta mở ra và chúng ta cho nó là 90 độ. 90 độ để đặt nằm ngang luôn ha. Rồi ok. Như vậy đây chúng ta sẽ cho nó một cái rotation. Rồi, như vậy thì cái quá trình mà nó chạy từ cái keyframe 1 cho tới keyframe 200 á, chúng ta sẽ có những cái động tác mở ra, mở hộp. Rồi, ví dụ trường hợp này tôi có cái này. Đó. Rồi, chúng ta bấm xoay ba, cái nắp nó mở ra trước. Mắt nở ra trước, xong xuôi là bốn cái nó mở ra và chúng ta có cái ấm trà bên trong. Trong cái chế độ 200 này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ cho một cái camera nó xoay, nó chạy từ đó tới bên đây ha. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta đưa vào một cái đường dẫn, rồi sau đó chúng ta sẽ cho camera nó chạy theo đường dẫn. Rồi ở đây mình sẽ add một cái path, chọn cái curve nè, chúng ta add một cái path ha, path đây. Chúng ta di chuyển nó qua đây, bát đây. Rồi cái bát này tôi sẽ tạo một cái đường dẫn ở đây. Cái bát này hiện tại đang nằm ở cái mặt phẳng nền nè. Chúng ta vào cái chế độ Edit Mode cho nó ha. Chúng ta sẽ cho nó thành một cái đường. Ví dụ đây, tôi vào đây tôi cho di chuyển, là khi mình di chuyển để cho nó đảm bảo nó nằm trên một cùng một mặt phẳng á, là chúng ta di chuyển cái hình vuông màu xanh như thế này ha. Ví dụ đây, chúng ta cho nó ngay chỗ này. Đó, cái quá trình mà chúng ta dừng lại là nó nằm ở đây. Rồi còn cái bắt đầu thì nó sẽ nằm ở đây. Tôi lấy ví dụ như vậy, nằm bên đây. Rồi như vậy thì những cái khác, cái đường bát này nè, là mình sẽ di chuyển các nốt của một những đường thẳng để định hình cái vòng cung bên trong ha. Ví dụ như vậy. Như vậy nó rất là mượt mà. Nó rất là mượt. Rồi. Ví dụ như vậy, tôi cho cái này nó ra xa chút xíu đi. Rồi, có thể cho cái này nó qua bên đây luôn. Qua bên đây luôn. Rồi, như vậy thì cái đường đi của nó sẽ nó cong nhiều hơn. Ví dụ như vậy ha. Rồi, tất cả đều nằm trên một mặt phẳng. Bây giờ tôi sẽ cho nó cao lên. Nó cao lên để mình thấy mình cái camera đó nó cao lên ha. Rồi như vậy thì mình chọn hết tất cả các điểm nè. Quét chọn hết tất cả các điểm. Mình đang trong cái chế độ Edit Mode của cái đường bát này, thành ra mình chọn thì nó không phạm tới những cái khác. Cho nó cao lên, như vậy thì nó cao lên một chút ha. Vì đây không... đây, chúng ta có cái phần này, ta mới thấy được cái bình. Cái bình nó không có cao lắm đâu. Rồi như vậy thì cái này thì chúng ta sẽ cho nó cao lên nè. Nó di camera di chuyển từ cao xuống thấp nè. Đó, từ cao xuống thấp như thế này. Rồi, ok. Rồi, đó là cái đường dẫn. Cái đường dẫn này mình muốn biết cái chiều của nó đó, thì mình vào đây. Mình vào đây để mình biết cái chiều của nó. Bấm vào cái tích cái này, chúng ta thấy cái chiều của nó. Thì cái chiều của nó đó
cái chiều của nó như vậy nó bị ngược rồi ha, chút xíu nữa chúng ta sẽ chỉnh lại, không sao hết. Rồi bắt đầu chúng ta ra cái chế độ object mode, rồi chúng ta mới thêm cái camera vào đây. Thêm cái camera, tôi giữ lại cái camera mặc định này. Như vậy chúng ta add một cái camera vào đây, một cái camera ha, đây chúng ta có camera đây đó. Thì khi mà chúng ta tạo camera thì nó đã có một cái góc riêng của nó, nó có một cái vị trí riêng của nó và cái góc riêng của nó. Nên như vậy thì việc đầu tiên để chúng ta có thể sử dụng được cái camera này và cho nó chạy trên đường bát á, và nó luôn luôn hướng về cái chủ thể nè, là cái hộp này nè, thì chúng ta phải clear cái rotation của nó trước cái đã. Bấm vào đây, chúng ta có chữ clear nè, chúng ta clear rotation, bấm đây ha. Rồi sau đó là chúng ta mới gắn nó lên trên cái đường này và cho nó chạy theo đường này. Bây giờ chúng ta chọn nó ha. Chúng ta vào cái constraints. Constraints ở đây nè, chúng ta add object constraints. Rồi chúng ta cho nó follow path ha. Các bạn sẽ thấy nó xảy ra lỗi. Nhưng mà chúng ta sẽ biết cách khắc phục cũng sao hết. Bấm vào đây, chúng ta chọn cái đường path. Hoặc là chúng ta chọn ở đây cũng được ha. Bấm vào đây cũng được. Bấm vào đây. Đó. Các bạn sẽ thấy nó không có gắn dính vô đây. Nó không có gắn dính vô đây mà nó có một đoạn. Một đoạn như thế này ha. Như vậy thì ở đây mình sẽ để ý là trường hợp này á, thì mình muốn mà giải quyết cái lỗi này thì chúng ta phải không chỉ là clear rotation mà chúng ta clear cái location nữa. Tôi chọn cái camera nè, chúng ta bấm vào clear, chúng ta clear location thì nó nằm ở đây ha. Rồi ngoài ra cái anh này nè, chúng ta phải là apply đó, apply on transform nó để cái điểm này nè nó cũng trùng vô đó luôn. Apply ha, đây chúng ta có on transform nè, đó. Như vậy thì cái điểm của origin của cái đường này nè nó cũng trùng đó luôn. Rồi khi mà chúng ta gắn vô á thì các camera nó sẽ bắt đầu từ điểm này, tại do cái chiều đi của cái curve nó theo hướng này. Bây giờ chúng ta muốn đổi lại cái chiều đi á thì chúng ta vào cái edit mode của cái curve này ha. Chúng ta đổi cái chiều đi cho nó quay ngược lại thì như cái segment nè, chúng ta switch direction. Như vậy cái chiều nó đi ngược lại. Đó. Thì lúc bây giờ thì cái camera nó sẽ gắn lên đây. Rồi sau đó nó di chuyển qua chỗ này ha. Rồi chúng ta ra ngoài này. Chúng ta chọn cái camera nè. Chúng ta follow path. Rồi ví dụ như vậy. Rồi, ở đây mình sẽ thấy nè. Rồi ở đây tôi cho nó là 0. Rồi như vậy thì camera nó sẽ chạy trên đường bát là cái chắc. Nhưng cái hướng của camera nó phải hướng về cái này, cái đối tượng này. Như vậy thì mình phải thêm một cái nữa. Mình bấm vào cái Add Object Constraint, mình cho nó một cái track tool. À, cái track tool này mình cho nó hướng về cái này. Rồi như vậy thì mình cho nó hướng về cái hộp, cái phần này. Bấm vào đây. Rồi mình bấm vô đây. Đó. Rồi như vậy thì cái camera nó hướng về đây nè. Như vậy thì khi mà nó đi thì nó cũng hướng, đi cỡ nào nó cũng hướng về ha. Nó hướng về đó. Rồi ok, tôi trả về số 0. Rồi như vậy thì cái quá trình mà camera nó di chuyển theo đường này cũng bằng cái quá trình mở hộp. Như vậy là từ 1 cho tới 200, tôi trả về số 1 trước. Rồi ở đây á, tôi sẽ cho nó chạy. Như vậy đầu tiên mình phải nhấn cái animate path trước cái đã. Bấm vào đây một lần thôi ha. Rồi sau đó mình mới tạo cái keyframe, bấm chữ Y. Rồi như vậy thì cái keyframe này dành cho cái camera nó vừa di chuyển và vừa xoay. Chúng ta chọn cái location and rotation, bấm vào đây. Rồi như vậy chúng ta di chuyển tới 200. Rồi ở đây chúng ta thấy được rằng là khi mà chúng ta cho cái camera nó chạy theo cái đường path này thì qua tới 200 này nó sẽ vượt ra ngoài luôn rồi ha, nó vượt ra ngoài luôn rồi ha. Ở đây đó là do cái vấn đề nằm ở cái đường path này. Mình lít vào đường path nè, lít vào cái curve bên cái property nè,
ha, chúng ta mở cái bát animation ra, chúng ta thấy cái farm animation của nó chỉ có 100 mà. Mình cho cái này 200. Mình cho cái này 200. Đó. Rồi như vậy thì ở đây nè, chúng ta mới thấy được rằng là cái phần này. Phần này chúng ta sẽ thấy nó được 200. Ha, đây, mình thấy được 200 nè. Là đúng theo cái này. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái camera này. Rồi chúng ta muốn đổi qua camera này nè. Hiện tại nếu mà chúng ta đổi qua camera thì nó sẽ lấy camera mặc định ha, nó không có lấy camera kia. Bây giờ chúng ta muốn lấy camera kia đó thì chúng ta đổi qua camera đó ngay chỗ cái scene nè. Chúng ta sẽ chuyển qua cái camera 001. Đó, như vậy thì đó là cái phần này. Chúng ta xoay và nó sẽ mở. Rồi, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho màu, cho chất liệu vào. Tôi chuyển qua chất liệu. Rồi chúng ta tắt cái camera đi. Chúng ta chuyển qua chất liệu. Như vậy thì ở đây cho nó chất liệu ha. Ở đây ánh sáng chất liệu ở đây cũng được. Rồi như vậy thì cái này mình sẽ cho nó là màu đậm đi. Đậm đậm. À, tới tối. Cái tối đậm đậm. Rồi ok. Còn cái hộp này nè, mình sẽ cho nó màu sáng sáng. Cái hộp này là toàn bộ những cái nắp này nó sẽ chịu chung một cái chất liệu là mặc định ban đầu là material, thành ra mình đổi một cái là đổi hết ha. Rồi ok. Rồi bên trong cái hộp á, bên trong cái hộp là cái teapot, mình cho nó phát sáng đi. Mình cho cái teapot này phát sáng để cho nó quý. Đây chúng ta sẽ chọn cái teapot này. Rồi chúng ta cho nó một cái chất liệu. Chất liệu chúng ta cho nó phát sáng. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn cái emission này, cho nó màu magenta ở chỗ này. Rồi chúng ta tăng cái phát sáng lên. Tăng lên. Đó, ha, nó phát sáng lên. Bây giờ tăng vừa phải thôi ở chỗ này. Rồi ở đây chúng ta sẽ cho nó bloom. À, nó sáng lên. Rồi, như vậy thì ở đây mình sẽ chuyển qua cái này cho nó sáng lên chút xíu nữa. Ok. Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta sẽ cho nó chạy như thế này. Bấm đây. Bấm space bar. Rồi, tôi lấy ví dụ như vậy ha. Như vậy thì nó sẽ chạy qua khỏi cái vị trí đứng ở đó. Như vậy mình ngay chỗ vị trí đứng ở đó, mình muốn là nó có một cái nó đứng lại chứ nó không có chạy đi nữa nha. Như vậy thì tôi sẽ chọn, tôi sẽ tắt cái này đi. Rồi tôi sẽ chọn cái camera. Rồi mình cho nó đứng ở đây. Như vậy thì ở đây mình sẽ giới hạn cái end này. Mình bấm ở đây là 200. 200. Rồi như vậy thì nó chỉ chạy tới 200 thôi. Rồi. Tôi sẽ xuất phim này. Muốn xuất phim thì chúng ta vào đây. Render nè. Nó xuất ra cái khung phim là Full HD ha, từ cái frame 1 cho tới frame 200. Rồi ở đây mình sẽ đổi cái thư mục để nó xuất phim vô. Tôi đổi là thành cái download, thành cái download. Rồi tôi bấm accept. Như vậy nó vô download ha. Ở đây cái này tôi sẽ chọn phim cho nó MP4 đi. Chúng ta chọn cái này. Rồi sau đó chúng ta mới chọn cái phía dưới này, encoding nè. Cho ở trục điện nè, chúng ta sẽ cho nó là MP4 nè. Cái này là MKV nè, chúng ta cho MP4 nè. Đó. Rồi, ok, good rồi. Quality thì chúng ta có thể cho hai quality cũng được. Rồi, như vậy thì thiết lập ngay chỗ này. Còn bây giờ mình xuất ra thì nằm ở đây. Chúng ta chọn cái render animation. Rồi, như vậy thì nó sẽ chạy. Render xong thì nó sẽ, chúng ta sẽ có cái phim ở trong cái download.
Rồi như vậy thì ở đây chúng ta mở cái download lên.